đậu. Bây giờ đậu thanh đang thay đổi quân tích là nhà quân là bệnh thành à. Một cái xe hãy sao đây. Wow, bên đó hơi nhiều lo đó, bên đó hơi nhiều quá. Hai bên đang giao quân. Nhiều đó, các bạn thấy nhỏ chưa? Bên đó đã phá trụ quân xanh rồi, quân xanh sẽ lao đây. Đó đó, các bạn nhìn thấy đứng ở hai bên mà bên này là gì chưa? Có quần lấy được con coi. Đó, quân bên đang gia hai đội bên đang gia quân, bên xanh chỉ có mình. Bên xanh đây đợi đâu? Rồi trời. Ôi, không phải đèn ra để chạy ra cho mình nữa. Chị em đi, đó ngoài dắt gần cái mua là có mua. Em có thể chọn cho. Wow. Wow, thật là kinh dị. Tất cả mình có để bên dưới á, ai muốn vô chiến đấu với mình thì vô anh ai chơi mình thì mình sẽ chấp hết các bạn. Giờ vô cái bút của mình, cái bút của mình có để hơn bên dưới đâu, tất cả mình cũng để bên dưới luôn. Hai đội mình ra quân nhất ra. Nó chặt đỏ ra cả đống luôn. Hai bên đang xả dao với nhau. Hai bên chạy đó à, mình đặt tên cho trái mời đỏ đây là mình vợ đi. Còn bên đem màu xanh là Trung Quốc đi à, đem còn giờ đang đánh bỏ Trung Quốc nhất là tơ bờ. Vậy vì Trung Quốc á là nước mọi người gầm ghép nhất. Và rồi Việt Nam cũng Việt Nam đang tràn về bằng cái chủ của bên đó Trung Quốc, là Trung Quốc đang thắng của ngoại rồi. Trung Quốc đang thắng lại. Trung Quốc đang thắng lại à? Không biết sẽ làm sao thì chờ chút nữa đi rồi biết thôi. Hay là Trung Quốc hả, nói là sẽ thắng lại chứ gì? Bên Việt Nam đang bên Cần Giờ đang đập vừa bể trụ á ha, mày nhìn rõ chưa? Đó, các bạn thấy rồi đó, rất là mạnh đó, đó thấy rồi. Đó, bên xanh đang đập bể trụ Trung Quốc. Đang chàng về à, cho chủ Trung Quốc đã thua. Bây giờ phải hạnh phục về bên đâu ta? Mời các bạn. Wow, Trung Quốc thua rồi. Trung Quốc đã thua, bây giờ đã bị đánh tơ vào rồi. Nếu mà các bạn thích video của mình thì hãy subscribe để nhớ mình sẽ chia sẻ được 300, mình có thể quay thêm trực tiếp cùng mọi người xem. Bye bye. 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 Bye bye.